Cặp vợ chồng ba ngọn nến lung linh chia sẻ về công việc và hai con gái sau nhiều năm định cư tại Mỹ. Sau khi định cư tại Mỹ, Phương Thảo, Ngọc Lễ hầu như không xuất hiện trên báo chí, truyền thông, thỉnh thoảng về thăm gia đình nhưng họ không xuất hiện ở bất kỳ chương trình nào. Những chia sẻ của hai vợ chồng như một lời tri ân tới tất cả những khán giả đã, đang và sẽ luôn yêu mến cặp đôi này. Bốn ngọn nến lung linh rời Việt Nam định cư ở Mỹ đã 7 năm rồi. Nhớ mấy ngày nào, hai bé na nấm súng xính hát, ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh cùng ba mẹ. Anh chị chia sẻ gì về điều này? Lúc chúng tôi sáng tác bài hát Ba ngọn nến lung linh, cả hai chỉ mới cảm xúc về hai tiếng gia đình. 7 năm qua ở Mỹ, chúng tôi mới thật sự cảm nhận được sự thiêng liêng của hai tiếng đó. Lúc còn ở Việt Nam, công việc ca hát làm mình khó có thể gần con cái như mình mong muốn. Ở Mỹ, may mắn là chúng tôi có thể làm được điều mơ ước đó. Ngoài giờ ở trường học, bốn ngọn nến lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Thật khó có thể mong gì hơn thế. Anh chị không đi hát nữa hay sao? Cứ lên xuống máy bay đi hát để na nấm ở nhà là chúng tôi cảm thấy việc đi hát không còn thú vị nữa. Thôi thì chọn công việc hòa âm sáng tác ở nhà vậy, mình sẽ có thời gian ở bên con nhiều hơn. Như vậy, chắc anh chị phải nhớ sân khấu lắm. Không phải chỉ sân khấu, nhớ đủ thứ trên đời, bạn bè cũ, những con đường hò hẹn, những buổi sáng cà phê, nhớ đến nỗi tối ngủ cũng nằm mơ luôn. Ở Mỹ, cuộc sống của gia đình anh chị thế nào? Mỗi sáng, chúng tôi cho na nấm thức dậy khoảng 7 giờ, ăn sáng rồi đưa đến trường. Na nấm ăn trưa tại trường và về đến nhà khoảng 3 giờ chiều. Từ giờ đó đến chiều, không khí gia đình sôi nổi lên hẳn. Na nấm vừa làm bài tập, vừa cười nói luôn miệng, rồi tập piano, guitar, chơi game. Bữa cơm chiều là bữa chính của gia đình. Hôm nào bài tập không nhiều thì cả nhà xem phim chung với nhau. Đến 9 giờ tối, na nấm chuẩn bị để đi ngủ. Chúng tôi thường làm nhạc đến 11 hoặc 12 giờ. Thứ bảy là ngày tuyệt vời vì cả nhà được ngủ nướng đến 8-9 giờ. Vợ chồng tôi cũng đang theo học college về âm nhạc và anh văn, cộng với công việc trong phòng thu âm nên cũng lu bu lắm. Cũng may là phòng thu âm ngay tại nhà nên có nhiều thời gian gần gũi na nấm. Chị hay anh là người vào bếp thường xuyên? Tôi luôn được bình chọn là người nấu ăn ngon nhất trên thế giới, bình chọn nội bộ thôi nhé. Lễ không bao giờ dám cạnh tranh với tôi về lĩnh vực này. Vì mỗi lần vào bếp, anh Lễ thường cho ra đời những món ăn lạ lùng, không ai thưởng thức nổi. Na nấm rất hâm mộ những món ăn mẹ nấu. Vợ chồng tôi cố gắng làm cho bữa ăn trong gia đình trở thành những giây phút thiêng liêng để nhớ sau này. Ăn cơm Việt Nam, nói tiếng Việt Nam là quy ước của cả nhà trong mỗi bữa ăn. Đây là dịp na nấm thực tập tiếng Việt, kể chuyện học hành trong trường, nói chuyện về Việt Nam. Khán giả luôn nhớ đến hình ảnh bé Na nấm nhỏ xíu theo ba mẹ lên hát cùng trên sân khấu. Còn bây giờ, Na nấm là những cô bé thế nào rồi? Vợ chồng tôi cũng ước Na nấm nhỏ xíu hoài, nhưng giày dép cứ tăng số đều. Na bây giờ cao gần bằng mẹ, đang học lớp 10, cho nói chuyện với ba mẹ như một người bạn nhỏ. Nấm đã 11 tuổi, học lớp 6 và sẵn sàng giải đáp cho ba mẹ những thắc mắc về Anh ngữ. Những ngày Tết ở Mỹ của anh chị có gì khác khi ở Việt Nam? Chúng tôi may mắn sống ở Cali, gần Little Sài Gòn nên có đủ hoa mai, hoa đào, bánh chưng, bánh tét, dưa hành, củ kiệu. Chỉ có điều người ta nấu chứ không phải mình nấu. Tết ở xa quê, anh chị nhớ kỷ niệm nào nhất khi còn ở Việt Nam? Nhớ những buổi diễn ở tỉnh xa, nơi không khí Tết thường tưng bừng hơn ở Sài Gòn. Con nít xung xoe quần áo mới đi xem hát, nhớ những đêm giao thừa cùng nhau mơ ước, nhớ bếp lửa, nồi bánh chưng, nhớ bao lì xì, chợ hoa ngày Tết. Lại làm chúng tôi nhớ đủ thứ nữa rồi. Anh chị thường dắt na nấm đi đâu chơi vào dịp Tết thế này? Ở Nam Cali thường có những hội chợ Tết tổ chức cũng hay lắm. Có hoạt cảnh Tết Việt Nam, có ông đầu già cô đối đỏ và các món ăn truyền thống Việt Nam. Chúng tôi thường cho na nấm đến đó để hưởng chút hương hoa ngày Tết Việt Nam. Trẻ con sống ở nước ngoài từ nhỏ thường bị hạn chế nhiều về tiếng Việt và văn hóa Việt. Còn hai chị thì sao? Mỗi chủ nhật, Na Nấm có hơn 2 giờ học tiếng Việt ở trường Việt ngữ. Ở đây, Na Nấm được học và biết nhiều điều về văn học, lịch sử và địa lý Việt Nam. Thảo cũng dạy thêm hai con, chính Thảo và viết tiếng Việt. Bây giờ, Na Nấm có thể đọc viết tiếng Việt khá dễ dàng. Ở đây, cha mẹ nào cũng lo nhất là con cái mất tiếng Việt. Vì mất tiếng Việt đồng nghĩa với mất kênh liên lạc với ông bà con ở Việt Nam. Và ngay cả với cha mẹ ở đây, những người không có điều kiện học thêm tiếng Anh vì phải lo bươn trải kiếm sống.
Khi cho được Na Nấm học tiếng Việt tại trường Việt ngữ, chúng tôi cảm thấy như cất đi được một nỗi lo trong lòng. Anh chị để hai con tự chọn lựa nghề nghiệp hay sẽ định hướng các con theo con đường nghệ thuật như ba mẹ? Ở đây, định hướng cho con cái là một việc khó khăn và có thể là không cần thiết, bởi vì cha mẹ nhiều khi định hướng không đúng cho con cái, làm chúng phải mang cái sai lầm đó đến suốt đời. Học sinh ở Mỹ từ lớp 9 đã được học rất kỹ để hiểu rõ tính cách của mình thích hợp nhất với nghề nghiệp nào, nên chúng sẽ tự hiểu và chọn con đường nào trong tương lai. Chúng tôi tôn trọng điều đó của Na Nấm. Nhiệm vụ của mình là yêu thương, gần gũi và chia sẻ tất cả những vui buồn, khó khăn với các con. Đó chính là hành trang quý giá nhất cho các con sau này. Tuy nhiên, rõ ràng Na Nấm cũng có năng khiếu về nghệ thuật như ba mẹ. Na rất thích sáng tác nhạc và vẽ, còn Nấm thì mê đọc sách và viết văn. Khán giả vẫn luôn nhớ đến hình ảnh đẹp của gia đình anh chị. Và giờ đây, sau gần 20 năm kết hôn, anh chị vẫn hạnh phúc bên nhau. Bí quyết của anh chị là gì? Chúng tôi luôn cảm ơn cuộc đời đã cho mình được hạnh phúc đến giờ này. Nhìn xung quanh, chứng kiến bao gia đình tan vỡ, nên chúng tôi quý cái êm đềm mình đang có lắm. Trong cuộc sống thường ngày, lúc giận hơn thì anh hay chị là người làm lành trước? Chúng tôi khó trả lời câu hỏi này vì cả hai ít giận nhau quá. Ngày xưa thì đương nhiên là lễ làm lành trước, còn bây giờ thì bé Na là đại sứ hòa bình. Na có biệt tài hòa giải những xung đột trong gia đình một cách rất tình cảm và hài hước. Nhiều khi mình chưa kịp giận thì đại sứ đã đánh hơi được và tới giải quyết trước rồi. Ở bên nhau gần 20 năm, Phương Thảo thấy chồng mình còn lãng mạn không? Hay đã thay đổi rất nhiều so với ngày xưa? Đôi khi những gì mình cho là lãng mạn thì người khác lại thấy lãng nhách, nên tôi xin được lảng tránh câu trả lời này. Trong thời gian cả gia đình sang Mỹ sinh sống, công việc sáng tác của anh Lễ ra sao? Tôi vẫn viết, chỉ có điều càng ngày mình càng khắt khe hơn về chính mình nên để ra một bài hát cần thời gian nhiều hơn. Bài hát tôi đang làm và ưng ý nhất là Kali Một Chiều Mưa. Bài hát này tôi viết chịu ảnh hưởng rất nhiều từ nhạc sĩ Bắc Sơn. Nhạc của Bắc Sơn làm tôi yêu miền quê Nam Bộ của vợ hơn. Từ lâu tôi mong muốn được viết cho vợ hát những bài hát mang đậm màu sắc Nam Bộ. Bây giờ mới thực hiện được đây. Cuộc sống ở Mỹ đang rất thích hợp với gia đình chúng tôi hiện nay. Na Nấm được đi học một chương trình học rất tốt. Chúng tôi cũng đang được học những điều rất sâu cho nghề nghiệp của mình, được làm công việc mình yêu thích mà vẫn có nhiều thời gian cho gia đình. Chúng tôi chưa có kế hoạch gì về Việt Nam làm việc. Lâu lâu về thăm gia đình, bà con, bạn bè, đi lại những con đường thân quen, ăn những món ăn dân dã là thấy vui và ấm áp lắm rồi. Today.